ý bài của các bạn nha. Mỗi clip các bạn đăng ở trên nhóm là niềm hạnh phúc của cô á, các bạn đăng có nghĩa là các bạn đang là cố gắng học, thì cô rất là vui khi học trò của mình cố gắng học bài nha các con. Và mỗi khi mà cô hạnh phúc thì cô sẽ gì tìm những cái phương pháp hay hơn nữa để truyền đạt đến các con, để các con dạy cho các con nắm bắt kiến thức thật là kỹ, được chưa? Rồi, vậy thì hôm nay chúng ta đã làm quen rồi nè, ôn lại bài cũ nè. Và hôm nay cô sẽ nhắc lại cho các bạn vì sao chúng ta lại phải chuyển số sang hình ảnh một lần nữa được không? Rồi, chúng ta chỉ ôn sơ qua thôi nha các con. Rồi, các con hãy nhìn lên màn hình nào. Đây. Vậy thì khi chúng ta muốn học nhẹ nhàng, học nhanh, nhẹ nhàng và có một bộ não khỏe mạnh thì chúng ta phải học cả hai bán cầu não, được chưa? Phải học cả hai bán cầu não nha. Rồi, và hôm trước chúng ta tìm hiểu về hình ảnh sẽ nhớ dễ nhớ hơn những con số. Các bạn nhìn thấy hai chiếc xe không? Có thể là các bạn nhìn thấy không? Xe của cậu cậu Út là chiếc xe gì nè, hiệu gì nè, màu gì nè, kiểu dáng là sao nè. Xe của ông nội kiểu dáng là sao luôn, bảo ngoại kiểu dáng là sao. Nhưng mà một số cô bí mật nè, chúng ta ít nhớ biển số xe đúng không? Ít, rất ít là nhớ đến biển số xe nè. Đó, những cái biển số như thế này thì chúng ta ít nhớ, chúng ta thường nhớ về kiểu dáng, màu sắc, hình ảnh chiếc xe đó như thế nào, nhưng lại ít nhớ biển số. Vì vậy nhưng chúng ta thấy là bộ não của chúng ta ghi nhớ những hình ảnh dễ hơn so với lại chữ và số, được chưa? Và tại sao chúng ta phải làm bài tập, tại sao chúng ta phải dạy cho người khác, thì hôm trước chúng ta đã tìm hiểu cái kim tự tháp học tập này rồi. Đó là khi chúng ta nghe giảng thì chỉ có 5% thôi, chỉ có 5% là chúng ta ghi nhớ được thôi. Nếu chúng ta đọc thêm sách thì chúng ta có thêm 10%, vừa nghe vừa kết hợp với nghe nhìn nữa thì chúng ta có 20% ghi nhớ được kiến thức. Rồi khi chúng ta thuyết trình lại, chúng ta thuyết trình lại, chúng ta nói lại kiến thức đó thì chúng ta ghi nhớ được 30%. Rồi khi chúng ta cùng với các bạn thảo luận về để tìm tòi kiến thức thì chúng ta có được 50%. Và chúng ta tự học, tự trải nghiệm để tìm ra kiến thức đó, tìm ra cái những cái điểm mấu chốt trong kiến thức đó thì chúng ta nhớ được 75%. Và khi chúng ta dạy lại cho người khác thì chúng ta nhớ được tới 90% luôn đó. Các bạn thấy nhiều không? Số 90 là rất nhiều đó, học gì nhớ đó, gần như là 100% rồi. Vì vậy chúng ta phải thường xuyên dạy lại cho người khác, được chưa? Thứ nhất là chúng ta phải thảo luận nè, trải nghiệm nè, và nhớ là phải dạy cho người khác kiến thức của mình học được nha. Được chưa? Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài mới. Bài mới, được chưa? Bạn nào hào hứng là học bài mới, nhấn cho cô số 3. Số 3 nghe các bạn. Wow, rất là nhiều bạn, rất là nhiều bạn muốn học bài mới rồi. Rồi, không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hôm nay sẽ chuyển số từ 15 sang đến 43. Được chưa? 15 đến 43. Rồi, bây giờ cô sẽ mời các bạn chuyển số từ số 15 cho đến 29. Đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển 15 cho đến 29. Được chưa? Hôm trước cô hướng dẫn các bạn là cách kể câu chuyện để liên kết những cái số này lại với nhau, là chúng ta sẽ không còn bị nhớ chỗ nhớ, số quên nữa, mà nó giống như một cái mạch kiến thức để chúng ta nhớ từ số 15 đến 29 luôn. Rồi bây giờ cô sẽ tách ra thành hai cho các bạn dễ nhớ được không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhớ từ 15 cho đến 21. Các bạn sẽ kể cho cô câu chuyện để liên kết từ 15 đến 21. Trước tiên thì chúng ta sẽ xem cái 15 là hình ảnh gì nha. 15 là hình ảnh gì? Tiền. 16 là ốc sên. 17 là nốt nhạc. 18 là đèn giao thông. 19 là con chó. 20 là quả bom. 21 là nến đèn cầy. Được chưa? Đọc lại lần nữa nha. 15 là tiền.
16 là option. Option khác với vỏ ốc, hôm trước chúng ta có hình ảnh là vỏ ốc là số 6 nha các con. Rồi 17 là nốt nhạc, 18 là đèn giao thông, 19 là con chó, 20 là quả bom và 21 là đèn cầy. Rồi, bây giờ các bạn sẽ kể cho cô một câu chuyện. Các bạn có thể suy nghĩ nè và kể cho cô một câu chuyện liên kết từ 15 tới 21. Được chưa? Giờ cô sẽ cho các bạn 5 phút nha. Sau khi học hết số 29 chúng ta tiếp tục chơi trò chơi nha. Nếu như chúng ta học nhanh thì chúng ta sẽ được chơi trò chơi nhanh. Còn không thì chúng ta phải đợi. Được chưa? Rồi, 5 phút dành cho các bạn nào. Rồi tập trung nha, tập trung để ghi nhớ nghe, liên kết cho mình một câu chuyện nha. Nhớ là câu chuyện của chúng ta nên có thể là những cái câu chuyện vô lý thôi nhưng mà nó mang cái tính chất là hài hước thì càng dễ nhớ hay các con. Cô thấy một số bạn rất là tập trung. Các con giỏi quá. Lát nữa chúng ta thi coi bạn nào có những cái câu chuyện là thú vị nhất nha. Rồi, có bạn nào mà chúng ta hoàn thành xong chưa? Bạn nào xong thì đánh chữ sờ vào cho cô nào. Sờ. Ồ, rất là nhiều bạn xong, xong, xong. Một bạn nào xong, xong một dọc, xong luôn rồi. Wow, các bạn giỏi quá. Một số bạn chưa, chưa thì chúng ta sẽ làm tiếp nha. Các con cứ bình tĩnh, không sao cả. Chúng ta có 5 phút mà. Bây giờ mới chỉ có 3 phút rưỡi thôi. Còn 1 phút rưỡi nữa, một số bạn chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta liên kết câu chuyện lại để chúng ta nhớ thật chính xác câu chuyện. Là nhiều bạn xong rồi nè. Rồi, bây giờ cô sẽ mời một bạn nào đó kể lại câu chuyện của mình nha. Đây, bạn nào chúng ta kể được rồi thì chúng ta bấm nút giơ tay á. Bấm nút giơ tay, rồi chúng ta sẽ kể câu chuyện để liên kết nha. Cô mời Phan Đăng Khôi. Đăng Khôi nào, con hãy kể cái câu chuyện liên kết từ 15 đến 21 cho cô nào.
Con mở mic nha Đăng Khoi. Rồi con nhấn vào nút mở mic được Dạ con. chưa? Rồi. À hình như con vô hai thiết bị nên nó bị vọng rồi. Ở gần đó Ba con vô. à ba con vô, chị thì nhờ ba con đeo tai phone vào được không? Dạ được. Rồi. Đó, nó hết bị vọng rồi đó con. Ôi, bây giờ con hãy kể cái câu chuyện liên kết từ 15 tới 21 nào. Dạ. Câu chuyện của con là có một con chó nhặt được một bao tiền. Ổng có một tiếng cúp. Ui, ra thì ra là ốc xom bị xe cán chết. Không hết rồi. Ừ. Vậy là con mới liên kết tới số nào? Dạ. Tới 15, 16 à, đúng không? 19. 19, con chó con phải liên kết lần lượt. Vậy là Đăng Khoa chưa hiểu ý cô rồi. Hôm trước là cô hướng dẫn là mình sẽ liên kết lần lượt. Ví dụ như là hình ảnh của túi tiền nó sẽ liên kết với hình ảnh của ốc sên. Ốc sên liên kết với hình ảnh lốp nhạc. Nó lần lượt như thế thì con mới nhớ được. Con mới nhớ được vị trí của các hình ảnh tương ứng với những số. Được chưa? Rồi, vậy Dạ. cô cảm ơn Đăng Khôi nha. À, con sẽ tham khảo một số câu chuyện của các bạn nữa nào. À, cô mời bạn Trương Gia Khang. Trương Gia Khang, con mở mic nào con. Có nhấn vào cái nút mở mic á. Rồi cô chào Gia Khang. Chào cô. Rồi con hãy giới thiệu về mình trước nha. Ôi con lại tắt mic rồi. Rồi con lại mở mic lại đi Gia Khang ơi. Con nhấn vào cái micro á con. Rồi được rồi đó con nói đi. Xin chào các bạn, mình tên là Trương Gia Khang, năm nay mình 10 tuổi, ba từ đó năm. Ôi, sao lại tắt mic nữa rồi Gia Khang ơi. Con mở lại đi. Ba từ để nói về con là gì? Thì thưa cô, ba từ để nói về con là hiếu thảo, trung thực và tự tin. Xin là mọi người hãy ủng hộ cho con. Rồi, chúng ta hãy cho Gia Khang một tràng pháo tay nào các con. Rồi, bây giờ Gia Khang con hãy nha, liên kết, kể cái câu chuyện liên kết từ 15 đến 21 cho cô Ngọc Anh nha. Dạ thưa cô, câu chuyện của con là con hôm nay mẹ kêu con đi ra ngoài đường để mua đồ, con bắt gặp một túi tiền. Con bắt gặp một túi tiền. Kế bên túi tiền có một bạn ốc sên đang ngân nga những nốt nhạc. Sau đó con đi đến đèn giao thông, gặp một bạn chó, sau đó con nhìn thấy một quả bom. Con sợ quá, con chạy đến và gặp một cái nến. À, gặp một cái nến. Rồi cô cảm ơn bạn Gia Khang nha. Chúng ta cho bạn Gia Khang một tràng pháo tay nào các con. Rồi, vậy bạn Gia Khang đã liên kết được từ số 15 đến 21. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn theo câu chuyện của cô được không? Câu chuyện của Gia Khang cũng rất là tuyệt vời rồi đó. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn theo câu chuyện của cô nè. Nếu như các bạn có câu chuyện của riêng mình thì các bạn hãy nhớ theo câu chuyện của riêng mình. Còn không thì các bạn hãy tham khảo câu chuyện của cô cũng được không? Rồi, có một người lấy một cái túi tiền đặt lên lưng của con ốc sên. Tiền là 15, ốc sên là 16. Và con ốc sên này nó đặc biệt lắm các bạn. Nó giỏi lắm, nó biết hát. Nó hát miệng, nó hát cái nốt nhạc bay ra, nốt nhạc bay ra. Nó bò từ 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 đến cái đèn giao thông. Được chưa? Thì nốt nhạc là 17, đèn giao thông là 18. Ôi chu cha, nó gặp một con chó. Con chó này nó rượt nó chạy, con ốc sên nó bò, nó gán bò thật nhanh. Không may là vướng vào quả bom. Quả bom là 20. Nó bị nổ cái đùng, đùng một phát, văng tít ra xa. Và đến một cái nơi rất là tối tăm, và nó lấy cái đèn cầy ra đốt lên thì ánh sáng từ từ xuất hiện. Được chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ tắt màn hình chia sẻ và các bạn sẽ đọc lại cái số này cho cô được không? Rồi.
Wow, cô đã thầy các bạn rồi, bạn nào có thể kể lại câu chuyện này và đọc các số dễ nhớ không? À, nhiều bạn quá, nhiều bạn giơ tay quá. Cô mời bạn Phương Thảo. Phương Thảo ơi, con mở mic và con hãy giao lưu với lớp trước nha. Cô chào Phương Thảo. Em chào cô, em tên là Phương Thảo, em học lớp 3, trường tiểu học Vạn Chúa. Bố thường nói với em là thông minh, tự lập, tự tin, mong mọi người cổ vũ cho mình. Rồi, chúng ta hãy cổ vũ cho bạn Phương Thảo nào. Rồi, bây giờ Phương Thảo hãy kể lại câu chuyện và con hãy chuyển đổi số từ 15 đến 21 cho cô nhé. Đầu tiên em thấy một túi tiền, em đặt lên lưng một con ốc sên nó hát, nó đi đến một cột điện, con chó có một con chó ở đấy, con ốc sên và con chó nó chạy đua, con ốc sên gặp trên một quả bom, nó chạy thật nhanh, nó trên quả bom bị nổ ra, nó bắn đi thật xa, nó đến một nơi tối, nó đến một cửa hàng bán nến, sau đó nó gặp hai con thiên nga và Rồi rồi rồi, cô cảm ơn Phương Thảo. Cô biết là con đã kể được khúc sau rồi, nhưng mà cô muốn ở đây là cho các bạn nhớ luôn tới số 21 nha. Rồi, câu chuyện của Phương Thảo rất là tuyệt vời. Chúng ta cho bạn Phương Thảo một tràng pháo tay nè các con. Rồi, cô cảm ơn Phương Thảo nhé. Rồi, bây giờ con hãy chuyển đổi từ số 15 cho đến 21 giùm cô đi con. vâng. Rồi, 15 là gì nào? 5 là túi tiền, Tiếp tục 16 đi là con ốc con. sên, 17 là hình âm nhạc, 18 là À, đèn cột điện giao giao thông, thông. Rồi. 19 là con chó, 20 là quả bom, 21 là nến, 22 là hai con thiên nga, 23 là Rồi, được rồi, được rồi. Phương Thảo ơi, con giỏi quá. Con đã vượt qua chỉ tiêu luôn rồi. Rồi, cô cảm ơn Phương Thảo ha. Phương Thảo rất là tuyệt vời. Chúng ta cho Phương Thảo một tràng pháo tay nữa nào các con. Rồi. Bạn Phương Thảo đã chuyển được số từ 15 cho đến 21. Rồi, cô mời một bạn nữa nha. Cô mời bạn nào gương mặt mới lạ đi. Gương mặt nào? Cô mời thử mời Gia Bảo, Gia Khánh thôi. Gia Bảo, Gia Khánh hai anh em nè. Các con mở mic nha. Rồi, con hãy giới thiệu nào. Con mở mic đi, Gia Bảo, Gia Khánh. chào cô và các bạn. Con nhà cô và các bạn, con tên là Nguyễn Tài Khoản, năm nay con 5 tuổi, con bước năm nay trẻ mầm non cũng mùng 8 tháng 3, ba tuổi để nói với con ở trong hoa hồng Dạ bội giáo con thật, đi. thì các bạn cổ vũ cho mình. Nói chậm Rồi, thôi. chúng ta hãy cổ vũ cho bạn, nhưng mà Gia Khánh ơi, con có thể giảm tốc độ nói của con một xíu nó được không? Nhiều bạn không có nghe được á Con chào cô. nha. Con chào cô. Con chào cô và các bạn, con tên là Nguyễn Tài Khoản. Ba người nữa rồi.
Nói thêm để các bạn học xem trong video này thì có sẽ giúp đỡ các bạn tắt để chúng ta chỉ được bài viết trên nhóm học từ nhé. Sau khi các bạn bài toán học thì các bạn sẽ lần lượt học hết phần trong khóa học của mình. Đầu tiên các con sẽ vào phần video kỹ thuật ghi nhớ để học được quy trình học thông minh. Ở phần này thì thầy cô sẽ hướng dẫn cho các con 6 bước chuẩn bị bài ở nhà, 3 việc cần làm ở trường, 4 việc phải làm khi về nhà. Câu hỏi đặt ra là tại sao thầy chỉ chuẩn bị phần hình ảnh? Chỉ dữ liệu bằng hình ảnh thì được ghi nhớ nhanh, dễ dàng hơn và ở lại trong não của chúng ta lâu hơn. Vậy nếu chúng ta biết cách chuyển đổi tất cả các con chữ, con số, ký hiệu trở thành những hình ảnh sinh động thì não bộ của chúng ta sẽ ghi nhớ một cách rất là dễ dàng. Trong quá trình rèn luyện, nếu não bộ của chúng ta được tập quen dần với việc tiếp nhận thông tin bằng hình ảnh thì về sau khi chúng ta truy xuất dữ liệu cần, hình ảnh đó cũng sẽ hiện ra trong não chúng ta nhanh hơn. Ở phần này thì các con sẽ được thầy Nguyễn Hùng Văn hướng dẫn chi tiết từng kỹ thuật, bao gồm 11 kỹ thuật và ứng dụng của từng kỹ thuật đó. Trong từng kỹ thuật thầy sẽ hướng dẫn cho các con cách thực hiện, cách để rèn luyện như thế nào để thành thạo kỹ thuật ấy. Trong mỗi kỹ thuật đều có các ví dụ mẫu cho các con tham khảo. Trường hợp các con khi mà mới học chưa quen với việc tưởng tượng thì thầy còn chuẩn bị cho các bạn sẵn sàng những bộ mã mẫu gợi ý cho các con, ví dụ như bộ mã con số hoặc bộ mã chữ cái tiếng Anh, bộ mã ký hiệu. Mỗi kỹ thuật chúng ta sẽ ứng dụng cho những bài khác nhau. Trong thời gian rèn luyện thì các con sẽ vào phần tham khảo để xem các bài giảng của thầy cô cũng như các bài tóm tắt kiến thức để áp dụng vào thực tế các bài học ở trên trường. Từng khối lớp, từng môn học, từng bài kiến thức các con đều có những cái sơ đồ tâm lý kiến thức và tương tác sơ đồ tư duy. Các con có thể sử dụng những bài tóm tắt này để chuẩn bị trước bài ở nhà, ôn tập kiểm tra, đi học kỳ. Các con dễ dàng ôn lại toàn bộ bài học với thời gian trung bình từ 10 đến 15 phút mỗi ngày. Các con sẽ có 4 ngày bài để được tham khảo những môn toán, lý, hóa, văn, sử, địa, sinh, anh cho toàn bộ chương trình học ở trường. Mỗi bài giảng, thầy cô chỉ được giảng tối đa 15 phút dựa trên mọi sơ đồ những loại kiến thức rõ ràng, dễ hiểu. Nhờ những video này mà các con nắm được nội dung bài học nhanh chóng, có thể coi đi coi lại nếu muốn. Nhiều học sinh đi học không hiểu bài mà không dám hỏi nên bị mất cơ bản dẫn tới sợ và chán học. Mỗi bài giảng đều có thuật ngữ Anh Việt, giúp các con được đắm chìm trong môi trường Anh ngữ để phát triển năng lực ngoại ngữ, trở thành những con nhân toàn cầu được thụ. Các con sẽ vào từng khối lớp, từng môn học, từng bài để xem từng bài giảng chi tiết. Bên cạnh các kiến thức trực tiếp trên website khi mua một bài ngoại sẽ trí nhớ học đường. Các con sẽ được tặng thêm một quyển sách giấy để hỗ trợ trong quá trình học. Nội dung trong sách cũng chính là những nội dung trong phần bài giảng của thầy và các kỹ thuật ghi nhớ, những ví dụ mẫu.
bài tập nào mà khó hiểu, khó nhớ thì các con chỉ cần chụp hình bài và gửi lên diễn đàn. Đội ngũ siêu trí nhớ, siêu trí tuệ và thầy cô sẽ hỗ trợ các con trẻ này có ba bài học với thời gian trung bình từ 10 đến 15 phút. Bên cạnh tài khoản siêu trí nhớ học đường, các con có thể tham khảo thêm bộ môn công cụ hỗ trợ trong quá trình luyện tập, sách kích hoạt thiên tài sáng tạo và bộ khóa tạp số, bộ sưu tập 1000 hình vẽ sketch note theo chủ đề là một công cụ tư duy hình ảnh hướng dẫn luyện vẽ bằng tay trái, tay phải và vẽ ngược, kích thích và sự phát triển toàn diện của hai bán cầu não trái và phải, tỏa sức sáng tạo và tối ưu năng lực não bộ. Thiết kế song ngữ tiếng Anh sẽ giúp các con dễ dàng ghi nhớ 1000 từ vựng tiếng Anh thông dụng để giao tiếp một cách tự tin, phù hợp với các con từ lứa tuổi mầm non, học sinh và cả người đi làm. Một flash card số, bộ thẻ mã hóa các con số xem hình ảnh, giúp chúng ta có cơ sở dữ liệu để ghi nhớ các kiến thức một cách dễ dàng. Cả học sinh và người lớn đều có thể học. Vào mỗi thứ năm hàng tuần tại trung tâm lớp có tổ chức buổi thi dành cho các bé đã học siêu trí nhớ học đường qua Zoom live stream với nhiều phần quà giá trị và hấp dẫn. Các con sẽ theo dõi fanpage bé Nguyễn Phùng Phong và tham gia cuộc thi tại đây. Sẽ có 2 khung giờ dành cho các con. Cấp 1 là từ 18:45 đến 20:00. Cấp 2 và 3 thì sẽ là 20:15 đến 21:30. Siêu trí nhớ học đường chính là một công cụ để giúp các con có những giờ học tập vui vẻ, nhẹ nhàng, giúp các con có được thời gian nghỉ ngơi vui chơi. Cảm ơn các con đã xem cô video. Với những người làm việc liên quan đến nội dung hay sáng tạo thì sơ đồ tư duy đã không còn xa lạ. Nó được xem là trợ thủ đắc lực để nâng cao hiệu quả công việc và cũng là phương pháp để rèn luyện trí não thời hiện đại. Và người đã khai sinh ra sơ đồ tư duy chính là Tony Busan. Qua thời báo London từng nhận xét những gì mà Busan đã làm cho tư duy của nhân loại cũng giống như những gì mà Stephen Hawking đã làm cho vũ trụ. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cha đẻ của sơ đồ tư duy, phương pháp rèn luyện trí não thời hiện đại. Sơ đồ tư duy là gì? Sơ đồ tư duy là phương pháp kết nối bằng tính đồ họa. Nó tác dụng lưu giữ, sắp xếp và xác lập thứ tự ưu tiên đối với các thông tin bằng cách sử dụng từ ngữ hay hình ảnh tiên chốt nhằm làm bật lên những ký ức cụ thể và phát sinh các ý tưởng mới. Bộ chi tiết gợi nhớ trong sơ đồ tư duy là chìa khóa khai mở các sự kiện, ý tưởng và thông tin, đồng thời khơi nguồn tiềm năng của bộ não kỳ diệu. Sơ đồ tư duy được vẽ trên một mặt giấy phẳng và biểu thị được thời gian, không gian, màu sắc. Thay vì dùng chữ viết để miêu tả một chiều, nó sẽ biểu thị toàn bộ cấu trúc chi tiết của một đối tượng bằng hình ảnh hai chiều. Đây là một kỹ thuật để nâng cao cách ghi chép. Với cách thức đó, các dữ liệu được ghi nhớ và nhìn nhận dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn. Sơ đồ tư duy gồm một hình ảnh trung tâm và các nhánh. Từ hình ảnh trung tâm, những chủ đề chính của đối tượng tỏa rộng thành các nhánh. Quan hệ tương hỗ giữa mỗi ý được chỉ ra từng tầng, ý càng quan trọng thì sẽ nằm vị trí càng gần với ý chính. Ngoài ra, màu sắc, hình ảnh, kích thước, mã số có thể được sử dụng để làm nổi bật và phong phú sơ đồ tư duy, khiến nó thêm sức thu hút, hấp dẫn và cá tính. Do đó mà đẩy mạnh tính sáng tạo, khả năng ghi nhớ, đặc biệt là sức gợi nhớ thông tin. Sự ra đời của sơ đồ tư duy. Anthony Tony Peter Busan sinh ngày 2 tháng 6 năm 1942 tại London, Vương quốc Anh. Khi Tony 13 tuổi, ông đã tham gia một bài kiểm tra đọc nhanh và đạt được tốc độ 213 từ một phút, xếp thứ hai trong lớp khi người đứng đầu đạt được đến trên 300 từ. Ông đã hỏi giáo viên của mình làm thế nào để có thể tăng khả năng đọc nhanh và nhận được câu trả lời là không thể, với lý do ông đang ở độ tuổi phát triển về cơ bắp và thể chất hơn là phát triển về tư duy. Tony Busan không đồng tình lắm. Ông quyết tâm rèn luyện đôi mắt và bộ não để tăng tốc độ thu thập những tư liệu thông tin bằng văn bản. Kết quả là chỉ trong thời gian ngắn, Tony đã có thể đọc hiểu với tốc độ trên 400 từ một phút. Đây cũng là lần đầu tiên ông nhận ra bộ não cũng giống như cơ bắp, đều có khả năng rèn luyện được. Cũng
nhờ rèn được kỹ năng đọc mà Tony Busan có thể hoàn tất chương trình học ở trường phổ thông và trường đại học với tốc độ nhanh gấp 2 lần bình thường. Thay vào đó, trong năm đầu đại học, một giáo sư đã giới thiệu với Tony Busan phương pháp luyện trí nhớ được phát triển từ thời Hy Lạp. Ông lập tức áp dụng thử kỹ năng này vào việc học và thấy nó rất hiệu quả. Các nghiên cứu khoa học chỉ ra những thiên tài của loài người sử dụng được khoảng 8 đến 10% năng lực não bộ, còn những người bình thường chỉ sử dụng được khoảng 1 đến 2%. Tuy nhiên, với sự tò mò của mình, đã quyết tâm phải tìm ra cách gì đó giúp cho não bộ phát huy khả năng cao nhất của nó, và đó chính là sự kết hợp giữa não trái và não phải trong quá trình học tập và làm việc. Ban đầu, phương pháp ông nghiên cứu giống như một kỹ thuật nhớ đa chiều, nhưng sau đó cùng với em trai Darren Busan, Tony đã khám phá ra rằng nó có thể là một Swiss Army Knife, một công cụ đa chức năng cho bộ não và có thể ứng dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào của tư duy, bao gồm trí nhớ, suy nghĩ sáng tạo, lên kế hoạch, ra quyết định, truyền thông và sơ đồ tư duy hay mind map đã ra đời. Đưa sơ đồ tư duy vào cuộc sống. Sau khi hoàn thiện lý thuyết về phương pháp này, việc phổ biến nó thực sự là một cuộc chiến đầy cam go với Tony Busan. Khi ông chia sẻ trong một cuộc nói chuyện với các doanh nhân ở London về não bộ và sơ đồ tư duy, một doanh nhân đã hỏi: những vấn đề liên quan tới bộ não rất thú vị, nhưng tôi chưa hình dung ra được bộ não liên hệ gì đến hoạt động kinh doanh. Tony Busan đã thẳng thắn trả lời rằng bằng cách khuyến khích tư duy bức xạ (radiant thinking) và diễn đạt nó bằng công cụ mind map, chúng ta có thể tận dụng được hết khả năng sáng tạo của chúng ta theo một cách tự nhiên và dễ dàng. Điều này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp. Đây là một kỹ thuật đã và đang được sử dụng ở hầu hết các công ty như IBM, Microsoft, General Motors, General Electric, Oracle, HSBC. Bộ não mọi người đều có khả năng hoạt động như nhau, nghĩa là mọi người đều có trí thông minh, tư duy và khả năng sáng tạo. Nhưng do những điều kiện giáo dục khác nhau, họ chỉ sử dụng phát triển một phần chức năng của bộ não, bỏ quên việc phát triển các chức năng vốn có khác, làm cho chức năng này ngày càng lu mờ, giống như cơ bắp lâu ngày không được vận động sẽ bị tê liệt. Tony chia sẻ, công trình nghiên cứu của tôi tập trung vào việc nhận biết nhiệm vụ và tiềm năng của bộ não, từ đó định ra phương pháp suy nghĩ học tập nhằm không ngừng cải thiện não bộ, giúp chúng ta thông minh hơn, hiệu quả hơn trong cuộc sống và trong công việc. Tôi tin chắc rằng mọi người đều có khả năng lĩnh hội và sử dụng thành công các phương pháp này. Trong năm 2005, Tony Busan đã đến Trung Quốc 3 lần. Tại đây, nhà xuất bản HarperCollins đã bán hết 250.000 quyển sách The Mind Map của ông chỉ trong vòng 6 tháng. Ở Nhật, cuốn sách này cũng được tiêu thụ rất nhanh, là 50.000 bản trong chưa đầy 4 tháng. Tony Busan chính thức giới thiệu phần mềm I Mind Map vào tháng 12 2006 và nó được biết đến nhiều nhất thông qua cuốn Use Your Head. Trong đó, ông trình bày cách thức ghi nhớ tự nhiên của não bộ cùng với các phương pháp Mind Map. Đọc hiểu nhanh và sáng tạo, mấu chốt phát triển thời hiện đại. Đọc sách báo hay bất kỳ văn bản nào cũng đều muốn của bạn không ít thời gian. Chính vì thế, phương pháp tăng tốc độ đọc hiểu lên gấp đôi hay thậm chí gấp 3-4 lần trở nên rất cần thiết đối với bất kỳ ai. Theo một nghiên cứu, một người Hà Lan trung bình đọc với tốc độ khoảng 250 từ một phút, trong khi nghĩ đến khoảng 1.000 từ một phút. Điều này cho thấy não bộ không được sử dụng một cách tốt nhất có thể. Tăng tốc độ đọc sẽ làm giảm khả năng bị phân tâm, và do đó chúng ta sẽ hiểu các văn bản mình đọc tốt hơn nhiều. Điều quan trọng là phải thực hành tăng tốc độ đọc với một khối lượng lớn các văn bản khác nhau. Kết quả là tốc độ đọc sẽ tự động tăng lên, và người đọc sẽ ghi nhớ những gì họ đọc tốt hơn. Rất có khả năng sẽ đạt đến tốc độ đọc 3.580 từ một phút chỉ bằng cách thực hành. Xin chào toàn thể các con. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Chào các con. Bạn nào nghe cô nói rõ, comment số 1 cho cô nào. Comment số 1 cho cô nha. Rồi, các bạn đều nghe rõ. Cảm ơn các bạn. Rồi, chúng ta vừa tìm hiểu về ngài Tony Busan là cha đẻ của công cụ ghi nhớ Mind Map. Ông là một trong những người mà nghiên cứu sâu về bộ não và cho chúng ta biết được cách học nhanh nhớ lâu thì phải học bằng cả hai bán cầu não, nhớ không? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cho ông một tràng pháo tay để biết ơn sự nghiên cứu của ông mà chúng ta có một cái công cụ ghi nhớ rất là hữu ích, đó là sơ đồ tư duy nghe các con. Rồi, chúng ta cho ông một tràng pháo tay nào. Alo, alo,
cô Tuyết ơi, cô Tuyết tắt cái màn hình chia sẻ giùm cô Ngọc Anh với ạ. Alo, alo. Rồi, bây giờ trong khi đợi cô Tuyết tắt cái màn hình chia sẻ thì chúng ta sẽ ôn lại cái trò chơi hôm bữa, các bạn nhớ không? Các bạn nhớ cái trò chơi hôm bữa là gì không? Tức là một tay xoa, một tay đấm, được chưa? Tay thì vỗ ở trên đầu, một tay thì xoa dưới bụng. Rồi, tay đâu, các bạn nói là tay đây, được không? Tay đây, tay phải của các bạn đâu? Tay phải của các bạn đây, tay trái của các bạn đâu? Tay trái đây, tay phải đặt trên đầu, tay trái xoa bụng, bắt đầu, được không? Bạn nào làm được rồi để cô đi một vòng cô coi coi các bạn làm được hết chưa nha. Làm được hết chưa nha. Ồ, Ngọc Mai con làm đi Ngọc Mai. Giỏi quá. Rồi đổi tay, đổi tay. Nhớ là chúng ta phải một tay xoa. Xa, một tay vỗ sau đó đổi bên. Đổi bên, đổi bên. Ờ, bạn Sơn là xoa bù đầu luôn rồi. Tay ở trên đầu thì chúng ta vỗ, tay ở dưới bụng thì chúng ta xoa. Hai tay làm hai động tác khác nhau. Gia Bảo, Gia Khánh làm nhiệt tình quá. Hai bạn xoa đầu luôn, không có vỗ đầu. Ở trên đầu là vỗ nghe các con. Ở dưới bụng mình phải xoa. À, rồi cái bụng vỗ bẹp bẹp luôn rồi. Ôi, Uy Vũ hôm nay có cặp mắt kính đẹp quá. Phan Đăng Khôi, con làm đi Phan Đăng Khôi. Con làm được chưa? À, Đức Hoàng Kim Chi, con cũng thực hiện đi. Châu Vĩnh Vinh, con làm được chưa con? Ồ, bạn Nguyễn Thị Đức Hạnh nè. Wow, tuyệt vời quá Đức Hạnh ơi. Con nhỏ xíu mà con làm giỏi quá. Rồi, Trương Bảo Nhật Khoa đi đâu rồi? Bảo Châu, con làm đi con. Minh Châu, con làm được không? Rồi, rất là nhiều đa, nhiều bạn đã thực hiện thì chúng ta thực hiện rồi. Thì chúng ta đổi bên, tự đổi bên. Tự xử ha, đổi bên. Đó. Ồ, bạn Nguyễn Công Hải Anh, rất là tuyệt vời đó. Làm được rồi kìa. Rồi, bạn Phong cũng làm được rồi. Bạn Phong lớp 4 nè, lớp 4 trên 2 cũng làm được rồi nè. Làm nhanh thử lên cái con. Làm nhanh thử lên. Được không? Bảo Nghi, Bảo Hân. Sao bạn, cô thấy có một bạn hà? Rồi những bạn đeo tai phone thì cũng ta cũng thực hiện đi. Rồi những bạn phía sau chúng ta tắt cam rồi. Cô không có thấy được nữa. Được chưa Ngọc Anh ơi? Cô Ngọc Anh ơi, cô thấy hết chia sẻ chưa? Dạ chưa chị ơi. Ủa đang còn thấy cái gì ở trên màn hình vậy? À, màn hình của thầy, hình thầy. À, hình thầy hả? Vậy là sao vậy ta? Tại vì chị thấy màn hình em ở trên màn hình chính rồi đó. À, rồi. Rồi rồi, em được rồi chị ơi. Cảm ơn cô Tuyết nha. À, hôm nay cô Tuyết sẽ là người hỗ trợ chúng ta trong học tập bữa hôm nay. Cảm ơn cô Tuyết. Một tràng pháo tay cho cô Tuyết đi các con. Rồi, nãy giờ đã xoa đầu, xoa bụng. Vỗ đầu và xoa bụng rồi đúng không? Rồi bí mật bật mí các bạn một bí mật nhỏ nè. Hôm nay cô sẽ có một cái trò chơi mới cho các bạn. Các bạn có hào hứng không? Có hào hứng? Nếu hào hứng thì đánh chữ hờ hờ cho cô ơi. Hào hứng. À rồi nha. Hôm nay học giỏi là chơi trò chơi tiếp nha. Học không giỏi là cô Mạnh buồn. Cô Mạnh không có hướng dẫn trò chơi cho các con đâu. Wow. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giao lưu với một số bạn nha. À, quên nữa. Trước khi giao lưu, cô hỏi nè. Lớp mình có bạn nào chuẩn bị nước uống chưa? Các bạn có chuẩn bị nước chưa? À, chúng ta phải chuẩn bị một ly nước ha. Để vì chúng ta, não của chúng ta rất là thích nước. Nếu như chúng ta uống đầy đủ nước thì chúng ta sẽ có một bộ não khỏe mạnh nha. Rồi. Ôi bạn nào comment mà giữ trời vậy, hờ quá trời hờ luôn. Bạn Minh Trang có một bình nước rất là to, Hoàng Anh nữa nè. Rồi cảm ơn các bạn, bây giờ chúng ta cùng giao lưu với một số bạn nha.
Cô sẽ mời một bạn nào, một bạn khuôn mặt mới mới xíu đi ha. Khuôn mặt nào mà chưa có từng giao lưu với lớp chúng ta, để chúng ta giao lưu, chúng ta làm quen với nhau được chưa? Nhiều bạn quá, nhiều bạn quá. Đâu, cô mời bạn Nguyễn Bảo Châu nè, người giơ tay đầu tiên. Xin mời bạn Nguyễn Bảo Châu. Con mở mic nha Bảo Châu. Rồi, con mở mic để giao lưu vật với cô và các bạn nào. Cô chào Bảo Châu. Chào cô. Rồi. Chào cô và các bạn. Tôi là Bảo Châu, năm nay mình 9 tuổi, học lớp 3. Ba từ để nói về mình: dũng cảm, chăm chỉ, nghe lời. Mong mọi người cổ vũ cho con. Mọi người cổ vũ cho con. Rồi, chúng ta hãy cùng cổ vũ cho bạn Nguyễn Bảo Châu nè các con. Rồi, chúng ta sẽ làm quen với một bạn khác nha. Rồi, cô mời bạn Nguyễn Thị Đức Hạnh nè. Nãy bạn Hạnh là làm chơi trò chơi rất là giỏi luôn đó. Rồi, Đức Hạnh, con mở mic lên nào, Đức Hạnh ơi. Nói đi. Cô chào Đức Hạnh. Con chào cô. Con chào cô. Con tự giới thiệu đấy. Con Lê Nguyễn Anh Ngọc. Vậy là cái nick trên màn hình. Lớp 1. Rồi. Bắt từ để nói về con là trung thực, hiếu thảo, thông minh, tự tin. Tự tin là 4 rồi. Mọi người cổ vũ cho mình. Chúng ta cùng cổ vũ cho bạn à. Con hãy sửa lại tên đi con. Con sửa lại tên được không? Để cô dễ gọi con á. Nhiều khi cô nhìn qua các bạn á, cô quên mất tiêu tên con. Được không? Dạ, rồi, con nhấn vào cái nút 3 chấm ấy, xong là con đặt tên lại, remind đó. Là đặt tên lại nha. Rồi, Đức Hạnh ơi, buổi trước con có tham gia học không? Cô xin lỗi, con tên là Ngọc gì nhờ? Con lại tắt mic rồi. Con nói lớn hơn, nãy con có học tham gia buổi học trước không con? Ôi, tiếng của Đức Hạnh mà tiếng của bạn mất tiêu rồi. Con Lê Nguyễn Anh Ngọc. Anh Ngọc. Anh Ngọc ơi, hôm trước con có tham gia buổi học không? Dạ có. Bây giờ con có thể đọc cho cô là từ 1 chuyển sang từ 00 tới 14 được không? Anh Ngọc. Dạ được. Rồi, cho bạn Anh Ngọc một tràng pháo tay nào. Rồi, con bắt đầu nha. Dạ, chị thư cô. Không, quả trứng. Cái dù. Một là dù. Con vịt. Hai là vịt. Con phải nói là... Ba là cái tim. Đúng rồi. Bốn là cái ghế. Giỏi quá. Năm là cái tô. Sáu là quả ốc. Bảy là cái rìu. Tám là người tuyết. Bảy tám là cái... Chín. Chín là gì con? Chín là hư con cổ. Đúng rồi. 10 con lợn. Chính xác. 4 cầu thon. 11 cầu thon. Rồi. Hơi con cá mập. Rồi. 13 con bướm. Chính xác. 14. 14 tuyết. 14 là 14 cái thuyền. Thuyền. Đúng rồi, chúng ta cho bạn Anh Ngọc một tràng pháo tay nào. Rồi, cô cảm ơn bạn Anh Ngọc nha. Anh Ngọc là viết tên ngược của cô. Cô tên Ngọc Anh, bạn tên là Anh Ngọc. Được chưa? Rồi, vậy thì hôm trước cô thấy một số bạn nộp bài tập và làm rất là tốt. Khi chúng ta chuyển từ 00 sang 14, chúng ta sẽ làm bài và đăng ở trong cái nhóm là kích hoạt tài năng thiên phú nha các con. Cô thấy chỉ có một số bạn là ngày buổi học nào, sau buổi học nào cũng đăng bài. Tức là chúng ta đang thực hành đó. Chúng ta đang thực hành bài đó. Vậy thì chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ thực hành bài tập và đăng lên để cho các thầy cô nhận xét. Được chưa?
và chúng ta nếu như có gì sai thì các thầy cô sẽ góp ý và sửa cho các con, được không? Hôm nay cam kết với cô là sẽ làm bài tập và đăng bài hay không? Nếu bạn nào cam kết thì nhấn chữ số 2. Số 2 cho cô nào. Bạn nào cam kết thì nhấn số 2 cho cô. Wow, rất là nhiều bạn cam kết nha. Và cô hy vọng là sẽ thấy bài của các bạn nha. Mỗi clip các bạn đăng ở trên nhóm là niềm hạnh phúc của cô á. Các bạn đăng có nghĩa là các bạn đang là cố gắng học. Thì cô rất là vui khi học trò của mình cố gắng học bài nha các con. Và mỗi khi mà cô hạnh phúc thì cô sẽ gì? Tìm những cái phương pháp hay hơn nữa để truyền đạt đến các con, để các con dạy cho các con nắm bắt kiến thức thật là kỹ, được chưa? Rồi, vậy thì hôm nay chúng ta đã làm quen rồi nè, ôm lại bài cũ nè. Và hôm nay cô sẽ nhắc lại cho các bạn vì sao chúng ta lại phải chuyển số sang hình ảnh một lần nữa, được không? Rồi, chúng ta chỉ ôm sơ qua thôi nha các con. Rồi, các con hãy nhìn lên màn hình nào. Đây. Vậy thì khi chúng ta muốn học nhẹ nhàng, học nhanh, nhẹ nhàng và có một bộ não khỏe mạnh thì chúng ta phải học cả hai bán cầu não, được chưa? Phải học cả hai bán cầu não nha. Rồi. Và hôm trước chúng ta tìm hiểu về hình ảnh sẽ nhớ dễ nhớ hơn những con số. Các bạn nhìn thấy hai chiếc xe không? Có thể là các bạn nhìn thấy xe của cậu Út là chiếc xe gì nè, hiệu gì nè, màu gì nè, kiểu dáng là sao nè, xe của ông nội kiểu dáng là sao, bà ông ngoại kiểu dáng là sao. Nhưng mà một số cô bí mật nè, chúng ta ít nhớ biển số xe đúng không? Ít, rất ít là nhớ đến biển số xe nè. Đó, những cái biển số như thế này thì chúng ta ít nhớ. Chúng ta thường nhớ về kiểu dáng, màu sắc, hình ảnh chiếc xe đó như thế nào, nhưng lại ít nhớ biển số. Vì vậy chúng ta thấy là bộ não của chúng ta ghi nhớ những hình ảnh dễ hơn so với lại chữ và số, được chưa? Và tại sao chúng ta phải làm bài tập, tại sao chúng ta phải dạy cho người khác, thì hôm trước chúng ta đã tìm hiểu cái kim tự tháp học tập này rồi. Đó là khi chúng ta nghe giảng thì chỉ có 5% thôi, chỉ có 5% là chúng ta ghi nhớ được thôi. Nếu chúng ta đọc thêm sách thì chúng ta có thêm 10%. Vừa nghe vừa kết hợp với nghe nhìn nữa thì chúng ta có 20% ghi nhớ được kiến thức. Rồi khi chúng ta thuyết trình lại, chúng ta thuyết trình lại, chúng ta nói lại kiến thức đó thì chúng ta ghi nhớ được 30%. Rồi khi chúng ta cùng với các bạn thảo luận về để tìm tòi kiến thức thì chúng ta có được 50%. Và chúng ta tự học, tự trải nghiệm để tìm ra kiến thức đó, tìm ra cái những cái điểm mấu chốt trong kiến thức đó thì chúng ta nhớ được 75%. Và khi chúng ta dạy lại cho người khác thì chúng ta nhớ được tới 90% luôn đó. Các bạn thấy nhiều không? Số 90 là rất nhiều đó, học gì nhớ đó, gần như là 100% rồi. Vì vậy chúng ta phải thường xuyên dạy lại cho người khác, được chưa? Thứ nhất là chúng ta phải thảo luận nè, trải nghiệm nè, và nhớ là phải dạy cho người khác kiến thức của mình học được nha, được chưa? Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài mới, được chưa? Bạn nào hào hứng nào, học bài mới, nhấn cho cô số 3 nghe các bạn. Wow, rất là nhiều bạn muốn học bài mới rồi. Rồi, không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hôm nay sẽ chuyển số từ 15 sang đến 43. Được chưa? 15 đến 43. Rồi, bây giờ cô sẽ mời các bạn chuyển số từ số 15 cho đến 29. Đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển 15 cho đến 29. Được chưa? Hôm trước cô hướng dẫn các bạn là cách kể câu chuyện để liên kết những cái số này lại với nhau, là chúng ta sẽ không còn bị nhớ chỗ nhớ, số quên nữa, mà nó giống như một cái mạch kiến thức để chúng ta nhớ từ số 15 đến 29 luôn. Rồi, bây giờ cô sẽ tách ra thành hai cho các bạn dễ nhớ, được không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhớ từ 15 cho đến 21. Các bạn sẽ kể cho cô câu chuyện để liên kết từ 15 đến 21. Trước tiên thì chúng ta sẽ xem có 15 là hình ảnh gì nha.
15 là hình ảnh gì? Tiền. 16 là option. 17 là nốt nhạc. 18 là đèn giao thông. 19 là con chó. 20 là quả bom. 21 là nến đèn cầy. Được chưa? Đọc lại lần nữa nha. 15 là tiền. 16 là option. Option khác với vỏ ốc. Hôm trước chúng ta có hình ảnh là vỏ ốc là số 6 nha các con. Rồi 17 là nốt nhạc. 18 là đèn giao thông. 19 là con chó. 20 là quả bom. Và 21 là đèn cầy. Rồi bây giờ các bạn sẽ kể cho cô một câu chuyện. Các bạn có thể suy nghĩ nè. Và kể cho cô một câu chuyện liên kết từ 15 tới 21. Được chưa? Giờ cô sẽ cho các bạn 5 phút nha. Sau khi học hết số 29 chúng ta tiếp tục chơi trò chơi nha. Nếu như chúng ta học nhanh thì chúng ta sẽ được chơi trò chơi nhanh. Còn không thì chúng ta phải đợi. Được chưa? Rồi 5 phút dành cho các bạn nào. Rồi tập trung nha. Tập trung để ghi nhớ nghe, liên kết cho mình một câu chuyện nha. Nhớ là câu chuyện của chúng ta nên có thể là những cái câu chuyện vô lý thôi, nhưng mà nó mang cái tính chất là hài hước thì càng dễ nhớ hay các con. Cô thấy một số bạn rất là tập trung. Các con giỏi quá. Lát nữa chúng ta thi coi bạn nào có những cái câu chuyện nào thú vị nhất nha. Rồi, có bạn nào mà chúng ta hoàn thành xong chưa? Bạn nào xong thì đánh chữ S vào cho cô nào. S, S. Ồ, rất là nhiều bạn xong, xong, xong. Một bạn nào xong, xong một dọc, xong luôn rồi. Wow, các bạn giỏi quá. Một số bạn chưa, chưa thì chúng ta sẽ làm tiếp nha. Các con cứ bình tĩnh, không sao cả. Chúng ta có 5 phút mà. Bây giờ mới chỉ có 3 phút rưỡi thôi. Còn một phút rưỡi nữa, một số bạn chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta liên kết câu chuyện lại để chúng ta nhớ thật chính xác câu chuyện. Rất là nhiều bạn xong rồi nè. Rồi, bây giờ cô sẽ mời một bạn nào đó kể lại câu chuyện của mình nha. Đây, bạn nào
chúng ta kể được rồi thì chúng ta bấm nút giơ tay á. Bấm nút giơ tay. Rồi chúng ta sẽ kể câu chuyện để liên kết nha. Cô mời Phan Đăng Khôi. Đăng Khôi nào, con hãy kể cái câu chuyện liên kết từ 15 đến 21 cho cô nào. Con mở mic nha Đăng Khôi. Rồi con nhấn vào nút mở mic được chưa? Dạ con. Rồi. À hình như con vô hai thiết bị nên nó bị vọng rồi. Ở gần đó con cũng vô. À ba con vô. Chị thì nhờ ba con đeo tai phone vào được không? Dạ được. Rồi. Đó nó hết bị vọng rồi đó con. Ôi, bây giờ con hãy kể cái câu chuyện liên kết từ 15 tới 21 nào. Dạ. Câu chuyện của con là có một con chó nhặt được một bao tiền. Ổng có một tiếng cúp. Ui, da thì da là ốc sơn bị xe cán chết. Dạ con hết rồi. Vậy là con mới liên kết tới số nào? Dạ. Tới 15, 16 à. Đúng không? 19. 19 con chó con phải liên kết lần lượt. Vậy là Đăng Khôi chưa hiểu ý cô rồi. Hôm trước là cô hướng dẫn là mình sẽ liên kết lần lượt. Ví dụ như là hình ảnh của túi tiền nó sẽ liên kết với hình ảnh của ốc sên. Ốc sên liên kết với hình ảnh lốt nhạc. Nó lần lượt như thế thì con mới nhớ được. Con mới nhớ được vị trí của các hình ảnh tương ứng với những số. Được chưa? Rồi, yeah. Vậy cô cảm ơn Đăng Khôi nha. Con sẽ tham khảo một số câu chuyện của các bạn nữa nào. Cô mời bạn Trương Gia Khang. Trương Gia Khang, con mở mic nào con. Con nhấn vào cái nút mở mic á. Rồi, cô chào Gia Khang. Con chào cô. Rồi, con hãy giới thiệu về mình trước nha. Ôi, con lại tắt mic rồi. Rồi con lại mở mic lại đi Gia Khang ơi. Con nhấn vào cái micro đó con. Rồi, được rồi đó con nói đi. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trương Gia Khang, năm nay mình 10 tuổi, 3 từ đó năm. Ôi, sao lại tắt mic nữa rồi Gia Khang ơi. Con mở lại đi. 3 từ để nói về con là gì? Thưa cô, 3 từ để nói về con là hiếu thảo, trung thực và tự tin. Xin là mọi người hãy ủng hộ cho con. Rồi chúng ta hãy cho Gia Khang một tràng pháo tay nè các con. Rồi bây giờ Gia Khang con hãy nha, liên kết kể cái câu chuyện liên kết từ 15 đến 21 cho cô Ngọc Anh nha. Dạ thưa cô, câu chuyện của con là hôm nay mẹ kêu con đi ra ngoài đường để mua đồ. Con bắt gặp một túi tiền. Kế bên túi tiền có một bạn ốc sên đang ngân nga những nốt nhạc. Sau đó con đi đến đèn giao thông, gặp một bạn chó. Sau đó con nhìn thấy một quả bom. Con sợ quá, con chạy đến và gặp một cái nến. Rồi cô cảm ơn bạn Gia Khang nha. Chúng ta cho bạn Gia Khang một tràng pháo tay nè các con. Rồi, vậy bạn Gia Khang đã liên kết được số từ số 15 đến 21. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn theo câu chuyện của cô được không? Câu chuyện của Gia Khang cũng rất là tuyệt vời rồi đó. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn theo câu chuyện của cô nè. Nếu như các bạn có câu chuyện của riêng mình thì các bạn hãy nhớ theo câu chuyện của riêng mình. Còn không thì các bạn hãy tham khảo câu chuyện của cô cũng được không? Rồi, có một người lấy một cái túi tiền đặt lên lưng của con ốc sên. Tiền là 15, ốc sên là 16. Và con ốc sên này nó đặc biệt lắm các bạn. Nó giỏi lắm, nó biết hát. Nó hát miệng, nó hát cái nốt nhạc bay ra, nó bò từ đến cái đèn giao thông. Được chưa? Thì nốt nhạc là 17, đèn giao thông là 18. Cô chu cha nó gặp một con chó này nó rượt nó chạy, con ốc sên nó bò, nó bò, nó gán bò thật nhanh.
không may là vướng vào quả bom. Quả bom là 20. Nó bị nổ cái đùng đùng một phát, văng tít ra xa và nơi một đến một cái nơi rất là tối tăm, và nó lấy cái đèn cầy ra đốt lên thì ánh sáng từ từ xuất hiện. Được chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ tắt màn hình chia sẻ và các bạn sẽ đọc lại cái số này cho cô được không? Rồi. Wow, cô đã thấy các bạn rồi. Bạn nào có thể kể lại câu chuyện này và đọc các số dễ nhớ không? À, nhiều bạn quá, nhiều bạn giơ tay quá. Cô mời bạn Phương Thảo. Phương Thảo ơi, con mở mic và con hãy giao lưu với lớp trước nha. Cô chào Phương Thảo. Xin chào cô, em tên là Phương Thảo, em học lớp 3, trường tiểu học Vạn Chúa. Bố thường nói với em là thông minh, tự lập, tự tin, mong mọi người cổ vũ cho mình. Rồi, chúng ta hãy cổ vũ cho bạn Phương Thảo nào. Rồi, bây giờ Phương Thảo hãy kể lại câu chuyện và con hãy chuyển đổi số từ 15 đến 21 cho cô nhé. Đầu tiên em thấy một túi tiền. Em đặt lên lưng một con ốc sên. Con ốc sên nó hát, nó đi đến một cột điện. Con chó, có một con chó ở đấy. Con ốc sên và con chó nó chạy đua. Con ốc sên gặp trên một quả bom, nó chạy thật nhanh. Nhưng quả bom bị nổ ra, nó bắn đi thật xa. Con đến một nơi tối, nó đến một cửa hàng bán nến. Sau đó nó gặp hai con thiên nga và... Rồi rồi rồi, cô cảm ơn Phương Thảo. Cô biết là con đã kể được khúc sau rồi, nhưng mà cô muốn ở đây là cho các bạn nhớ luôn tới số 21 nha. Rồi, câu chuyện của Phương Thảo rất là tuyệt vời. Chúng ta cho bạn Phương Thảo một tràng pháo tay nè các con. Rồi, cô cảm ơn Phương Thảo nhé. Rồi, bây giờ con hãy chuyển đổi từ số 15 cho đến 21 giùm cô đi con. Rồi, 15 là gì nào? 15 là túi tiền. 16 là ốc sên. 17 là... 17 là hình âm nhạc. 18 là cột điện. Đèn giao thông. 19 là con chó. 20 là quả bom. 21 là con. 21 là nến. 22 là hai con thiên nga. 23 rồi là... được rồi, được rồi. Phương Thảo ơi, con giỏi quá, con đã vượt qua chỉ tiêu luôn rồi. Rồi cô cảm ơn Phương Thảo ha. Phương Thảo rất là tuyệt vời. Chúng ta cho Phương Thảo một tràng pháo tay nữa nào các con. Rồi, bạn Phương Thảo đã chuyển được số từ 15 cho đến 21. Rồi, cô mời một bạn nữa nha. Cô mời bạn nào gương mặt mới lạ đi. Gương mặt nào? Cô mời thử mời Gia Bảo, Gia Khánh thôi. Gia Bảo, Gia Khánh, hai anh em nè. Các con mở mic nha. Rồi, con hãy giới thiệu nào. Con mở mic đi, Gia Bảo, Gia Khánh. Chào cô và các bạn. Con chào cô và các bạn. Con tên là Nguyễn Trạch Khánh, năm nay con 5 tuổi, con bước 5 bé. Chào bấm nông cục mùng 8 tháng 3, ba từ để nói với con. Và chào ngoan học bội giáo trọng. Thì các bạn cổ vũ cho mình. Nói chậm thôi. Chúng ta hãy cổ vũ cho bạn. Nhưng mà Gia Khánh ơi, con có thể giảm tốc độ nói của con một xíu nó được không? Nhiều bạn không có nghe được á. Con chào cô. Con chào cô và các bạn. Con tên là Nguyễn Trạch Khánh. Năm nay con 5 tuổi, con học lớp 5B, chào mầm non, mầm tam tháng 3, ba tuổi để nói về con, mà chăm ngoan học giỏi, hiếu thảo thì con cổ vũ cho mình. Chăm ngoan học giỏi và sáng tạo, các bạn hãy cổ vũ cho bạn Gia Khánh nào. Gia Khánh ơi, bây giờ con hãy chuyển đổi từ số, kể câu chuyện trước nha. Sau đó con sẽ chuyển từ 15 cho đến 21 được không? Vâng ạ. Rồi, bắt đầu nào. Ốc sên 17 nó nhà và đám của đế tôi. Mà chín chục có 5 20 4 21 đến 22 thiên nga. Rồi, được rồi Khánh ơi. Bạn Gia Khánh thì 5 tuổi nhưng cũng đã vượt chỉ tiêu rồi đó các con. Chúng ta cho bạn Gia Khánh một tràng pháo tay nào. Rồi, giỏi quá. Các bạn ở lớp mình hầu hết là đã chuyển được rồi đúng không? Bạn nào đã chuyển được rồi thì nói chữ comment chữ được cho cô. Được, được, được. Đó, comment chữ được.
À, chưa, một bạn nào đó chưa dấu chấm mà cô không biết nick luôn. Được, được, rất là nhiều bạn được. Nếu như các bạn chưa được thì các bạn cố gắng ôm lại ha, để chúng ta liên kết những cái số này. Khi chúng ta nhớ những hình ảnh thì nó sẽ nhớ dễ nhớ hơn là những con số rất là nhiều nha các con. Rồi chúng ta tiếp tục để con chơi trò chơi. Được không? Rồi. Tiếp tục nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với hình ảnh này, chuyển những số còn lại hết các con. Từ 22 cho đến 29. À, 22 cho đến 29 nha. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn câu chuyện của cô luôn, để các bạn sẽ liên kết từ số 21 này qua nè. Khi mà chúng ta bị vướng vào quả bom là 20 rồi, nổ cái đùng. À, tiếng bom nổ to quá, văng ra xa đến một nơi tối tăm. Lấy cái đèn cày ra đốt lên, ánh sáng le rồi, nhắm mắt vô nha. Rồi, nhắm mắt vô. Bắt đầu ánh sáng mở ra nè, ánh sáng mở ra. Wow, chúng ta đang đi lạc vào một khu rừng rồi. Chúng ta đi lạc vào khu rừng và nhìn thấy cái hồ. À, ánh sáng lên thì chúng ta thấy giữa hồ có một đôi thiên nga là 22 nha. À, giữa cái hồ á, lạc vào khu rừng rất là đẹp. Giữa hồ có hai con thiên nga trắng bơi lội với nhau. Rồi trên bờ thì có một con công. Một con công xòe cái đuôi tuyệt quá. Cái đuôi màu xanh, con cái chấm rất là đẹp. Đang là múa. Được chưa? Là 23. Rồi chúng ta nhìn lên cái cành cây. Ở trên cành cây là những bầy sóc đang truyền cành rất là nhanh. Một bầy sóc rất rất là nhiều con, không đếm nổi, chắc 24 con quá. 24 con sóc quá, đang truyền cành. Đó, là sóc là 24. Rồi bỗng nhiên có một cái cần cậu thả một gói quà xuống. Bùm, 25. Được chưa? À, quà thì khui hộp quà đó ra thì gặp chú gà trống. Gây là 26. Rồi trong hộp quà còn có những con chuột nữa. À, nó chạy ra ngoài chú gà trống ra. Mở con gà trống vừa mới gáy xong thì cũng con chuột này nó cũng giật mình, nó thức giấc, nó chạy luôn cái vào cái vườn cà rốt của những chú thỏ. Được chưa? 27 là chuột, 28 là cà rốt và thỏ. À, chạy luôn vào những cái vườn cà rốt của những chú thỏ. Sau đó là chúng ta giật mình thức dậy, là chúng ta đang đè lên con chuột máy tính. Bởi vì chúng ta học online, chúng ta mệt quá ngủ quên, đè lên con chuột máy tính luôn. Vậy được không? Câu chuyện này liên kết được không? Nhớ chưa? À, là khi chúng ta bị bom nổ văng vào khu rừng thì lấy cái đèn cày lên đốt. Và điều hiện ra đầu tiên là 22 là hai con thiên nga. Rồi nhìn lên bờ là thấy một cái chú công đang nhảy múa. Rồi trên cây thì có những cái chú sóc đang truyền cành là 24. Rồi cần cậu bỗng nhiên thả một cái gói quà rất là to xuống. Có một con gà trống nó gáy. Rồi sau đó là những con chuột này giật mình thức giấc, chạy vào cái vườn cà rốt của những chú thỏ. Sau đó là chúng ta giật mình thức giấc vì ngồi học online mệt quá, đè luôn con chuột máy tính rồi. Được không? Rồi bây giờ các bạn sẽ kể lại câu chuyện và chuyện từ số 22 đến 29 cho cô Ngọc Anh nha. Nào, bạn nào kể được? Wow, quá trời nhiều bạn kể được luôn rồi. À, cô mời bạn Nguyễn Lâm Anh Tài nè. Anh Tài ơi, con mở mic nha. Rồi, con mở mic nào. Rồi, cô chào anh Tài. Chào cô và các bạn, em tên là Nguyễn Lâm Anh Tài. Ba từ để nói về em là nhanh nhẹn, tự tin, hiếu thảo. Mong mọi người hãy cổ vũ cho em. Rồi, chúng ta hãy cổ vũ cho bạn anh Tài nào các con. Rồi, anh Tài, con hãy kể lại câu chuyện và sau đó con chuyện từ số 22 cho đến 29 giúp cô Ngọc Anh nha. Dạ, thưa cô là... em đốt nến lên thì thấy một khu rừng. Đi một xíu nữa thì em thấy một cái hồ có hai con thiên nga. Nhìn qua bên phải thì thấy một con công đang múa. Rồi
có một đàn sóc đang trên cây truyền cành. Và là gì nữa con? Có một cái gì, cái hộp gì, cái cần cẩu đem đến nè. Và bỗng nhiên có một cái cần cẩu thả xuống một hộp quà to, và có một con gà trống gáy thật to làm cho con chuột thức dậy. Nó chạy tới khu vườn cà rốt của những chú thỏ. Rồi giật mình thức dậy vì mình đang mơ, mình đang học online. Mình mệt quá, mình ngủ quên, mình đè lên con chuột máy tính được không? Kể theo ý mình cũng được nha các con. Miễn làm sao mà câu chuyện của các con nhớ được những cái hình ảnh đó là được. Các con liên kết những hình ảnh mà theo thứ tự, và các con kể theo ý của các con thì càng tốt. Đó là của các con thì các con sẽ dễ nhớ hơn nữa. Được không? Vậy thì câu chuyện số nào? Bắt đầu nào. 22 là gì con ha? 22, hai con thiên nga. 23 là con công. 24 là con sóc. 25 là cần cẩu. 26 là con gà. 27 là con chuột. 28 là cà rốt và thỏ. 29 là con chuột máy tính. Wow, tuyệt vời quá. Cảm ơn anh Tài. Chúng ta cho anh Tài một tràng pháo tay nào các con. Rồi, cô sẽ mời thêm một bạn nữa nha. Cô sẽ mời thêm một bạn nữa nào. Cô mời bạn Mai Thảo Cute. Mai Thảo nãy giờ comment quá trời quá đất. Mai Thảo ơi, con giới thiệu về mình nào. Con mở mic đi Mai Thảo. Mai Thảo ơi, con mở mic đi con. Cô chào Mai Thảo. Con chào cô và các bạn. Mình là Hà Ngọc Mai. Ba điểm nói về mình là nhanh nhẹn, tự tin và sáng tạo. Mong mọi người cổ vũ cho mình. Rồi, chúng ta hãy cổ vũ cho bạn nào. Dạ thưa cô, câu chuyện của con là em đang đi, em thấy một quả bom. Tự nhiên em không biết quả bom đó đang kích hoạt thế. Nó nổ em một cái sang khu rừng. Sau đó khu rừng tối quá, em lấy một cây nến trong túi ra để thắp sáng. Sau đó em đi tới gần bờ hồ để lấy nước, thì em thấy hai con thiên nga đang ở sông. Sau đó em lấy nước xong, em đi tiếp, em thấy một con công đang xả cánh rất là đẹp. Sau đó em định trèo lên cây để ngồi nghỉ, thì em thấy những con sóc đang đi tìm đồ ăn. Rồi, tiếp tục đi con. Con sóc là gì nãy nhỉ? Sau đó em đi xuống, thì em thấy trên trời có một hộp quà, thấy nó rơi xuống chỗ gần con gà. Sau đó em đứng ở trên đó, em coi thử, em thấy con gà đục cái hộp ra, trong đó có những con chuột. Xong con chuột sợ quá chạy tới chỗ của những con thỏ. Sau đó em giật mình tỉnh dậy, thật ra là em đang mơ và em đè lên con chuột. Đang đè lên con chuột máy tính đúng không? Rồi, cảm ơn bạn Thảo Mai nha. Mai Thảo, nhưng mà bạn tên Mai đúng không? Ngọc Mai. Ngọc Mai ơi, lớp của chúng ta rất là đông bạn á. Lần sau nếu mà cô chưa có kêu tới con á, thì con chỉ cần comment một lần thôi nha. Rồi, cô cảm ơn bạn Ngọc Mai. Được chưa?
Rồi, vậy thì bây giờ cô sẽ nhờ một bạn nào đó, chúng ta sẽ liên kết từ số 15 cho đến 29. Được chưa? Nãy giờ chúng cái câu chuyện của cô nó cũng đã liên kết từ từ số 20 qua đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ liên kết số từ số 15 đến 29 luôn, được không? Bạn nào có thể kể được nè? Cô mời bạn trời ơi, bạn mấy bạn giơ tay nhiều quá, màn hình nó nhảy cô loạn luôn rồi. Bạn Đoàn Thanh Bảo Ngọc lớp 5 nào. 52, cô mời Bảo Ngọc chúng ta mở mic nha. Rồi cô chào Bảo Ngọc. Xin chào cô và các bạn, em tên Đoàn Thanh Bảo Ngọc, em học lớp 52. Ba từ vậy nói về em là thông minh, học giỏi, hiếu thảo, mong mọi người hãy cổ vũ cho em. Rồi, chúng ta hãy cổ vũ cho bạn Bảo Ngọc nè các con. Rồi, bây giờ Bảo Ngọc con hãy chuyển cái kể câu chuyện từ 15 cho đến 29 được không con? Bảo Ngọc ơi, con lại tắt mic rồi hả? Rồi, con mở mic lên đi con. Con mở mic rồi. Dạ thưa cô, câu chuyện của con là em đang đi chơi ngoài sân thì mẹ đưa cho em một túi tiền và nhờ em đi mua một cái tượng hình con ốc sên và một cái nốt nhạc. Khi đang đi đi tới đâu con? Con đi tới nốt nhạc rồi. Nốt nhạc thì chúng ta sẽ gặp cái gì? Đi thì gặp cái gì? Ở ngã tư ha. Dạ thì em đang đi thì em gặp một cái đèn giao thông. Khi đang chờ đèn giao thông, khi đang chờ đèn giao thông sang đèn xanh để em đi thì em gặp một chú chó đang chơi cùng với trái banh hình quả bom. Rồi. Và khi đang đi thì mẹ gọi em và mẹ em bảo là mua cho mẹ thêm một cái nến nữa. Rồi. Đi ngang qua một bờ sông thì em thấy có hai con thiên nga đang chơi với nhau. Trên bờ có một con công đang xòe đuôi ra rất đẹp. Rồi. Rồi, xòe đuôi ra rất đẹp rồi. Tới 24 là con sóc và con liên kết như thế nào nữa nhỉ? Con. Sau đó có một con sóc nó đang ở trong một cái cần cẩu. Đang ở trong một cái cần cẩu. Nó điều khiển cái cần cẩu. Nó điều khiển cái cần cẩu rớt xuống một hộp quà. Trong đó có một con gà và chú chuột. Con gà nó gáy rất to nên làm cho con chuột sợ quá. Nó chạy vào một khu rừng của con thỏ. Chạy vào rừng khu rừng của con thỏ đang ăn cà rốt. Sau đó em dậy thì em thấy mình đang ngủ quên và đè trên con chuột máy tính. Rồi, cô cảm ơn bạn Đoàn Thanh Bảo Ngọc. Đó là câu chuyện của bạn Đoàn Thanh Bảo Ngọc. Bây giờ bạn nào chuyển đổi từ 15 cho đến 29 giúp cô nè. Bạn nào giơ tay nè. Cô mời nhiều bạn quá, nhiều cánh tay. Cô mời Thúy Thanh hả? Lucy. Đúng không? Phải không Thúy Thanh, Lucy? Ôi, tắt mất tiêu luôn rồi. Cô gọi rồi tắt màn hình mất tiêu rồi. Vậy cô mời một bạn khác nha. Cô mời bạn cô mời Vĩnh Vinh nào. Vĩnh Vinh ơi, con mở mic lên nha.
Rồi Vĩnh Vinh, con nhấn vào cái nút micro có cái gạch chéo đó, cô mở mic cho con rồi đó. Bây giờ con nhấn vào đó là con mở được mic thôi à. Được chưa con? Con mở mic được chưa nào? Rồi con mở mic nào? Vĩnh Vinh mở mic được không con? À, Vĩnh Vinh con không mở mic được hả? À được rồi, được rồi. Được chưa nào? Mình đây. Đó. Con mở mic được rồi đó. Cô chào Vĩnh Vinh. Chào cô. Con chào cô. Rồi con tự giới thiệu về mình đi. Chào các bạn, con là Vĩnh Vinh. Hôm nay mình 6 tuổi, học lớp 1. Ba từ để nói về con là gì? Hôm nay con có ba từ để nói về con chưa? Dạ có. Dạ con vui vẻ hòa đồng một phiếu thảo. Rồi mong mọi người hãy cổ vũ cho con. Mong mọi người hãy cổ vũ cho con. Rồi chúng ta hãy cổ vũ cho bạn Vĩnh Vinh nào. Bạn ấy chỉ mới 6 tuổi học lớp 1 thôi. Rồi vậy thì bây giờ Vĩnh Vinh hãy chuyển số từ 15 cho đến 29 giùm cô Ngọc Anh nha. Rồi 15 là gì con? Mười lăm là dạ em đang chơi, mẹ đưa cho em một túi tiền. À con bây giờ con không có cần kể câu chuyện nữa nha, mà con hãy chuyển đổi sang hình ảnh luôn, số sang hình ảnh luôn được không? 15 là túi tiền. Rồi 6 là con sơn. Giỏi. 17 nóc nhà. 18 là con. 19 là chó. 20 là con. Rồi 22 thiên nga. 21 21 là 21 ngọn nến. Rồi 22 không. 24 con sóc. 25 cần cẩu. 26 cần trống. 27 con chuột. 28 cần gót và thỏ. 29 con chuột. Máy tính à, con nhớ là phân biệt con chuột và con chuột máy tính nha Vĩnh Vinh. Được chưa? Dạ. Để con tránh bị nhầm giữa số 27 và 29 nha con. Rồi chúng ta hãy cho bạn Vĩnh Vinh một tràng pháo tay nào. Cảm ơn Vĩnh Vinh nha. Rồi được rồi. Bây giờ á, chúng ta đã chuyển đổi từ số 15 cho đến 29. Rồi bây giờ là thời gian gì nhỏ? Thời gian gì đây? Các bạn muốn làm gì? Có phải chơi trò chơi không? Chơi trò chơi được không? Rồi bí mật bật mí nè. Bí mật đã được bật mí nè. Cái trò này á, cô mới tập có mấy tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà cô làm được. Vì các con sẽ làm được nè. Các con rất là dễ làm nè. Trò chơi này có tên là kéo giếng. Kéo giếng. À, nhìn thấy tay của cô không? Một tay là chúng ta xẻ ra hình cái kéo. Một tay là hình giếng. Ok chưa? Ok, được không? Rồi, đổi bên. Đổi bên. Được không? Kéo giếng. Rồi. Kéo giếng. Đó. Tập trung nè. Rồi. Kéo giếng ha. Rồi kéo giếng. Được không? Rồi sao nữa? Kéo và giếng. Rồi bây giờ các bạn tập cho cô nè. Một bên kéo nè. Một bên kéo, một bên giếng nha. Kéo giếng. Kéo giếng, kéo giếng, kéo giếng, kéo giếng. Và được không? Được không? À, cô mới tập, cô còn làm được thì nghĩ nhiên là các bạn là siêu sao, các bạn sẽ làm thoải mái mà. Được không? Tập lại nha. Kéo giếng, đổi bên. Kéo giếng,
đổi bên, kéo giếng đổi bên, kéo giếng được không? À, hôm trước là cô chỉ có biết được mới được hai trò chơi luôn, nhưng mà do bạn Đăng Khôi bạn hỏi hôm sau còn trò chơi gì không cô, nên cô phải đi tìm trò chơi cho các bạn thôi. Vậy hôm nay chúng ta làm ha, tập nào mới đầu nó hơi khó hay các con, nhưng chúng ta đây là một trò rất là kích thích bán cầu hai, bán cầu não của chúng ta, được chưa? Nào bắt đầu, kéo kéo đâu, kéo đâu, diễn đâu, diễn đâu, đổi bên, kéo diễn, rồi cô sai luôn rồi, rồi được chưa? Đổi bên rồi, đổi bên rồi, đổi bên, đổi bên, đổi bên, được không? Làm được mà, làm được mà, được không? Rồi cô sai luôn rồi, để cô đi một vòng xem các bạn làm được không. Kéo giếng, mỗi lần cô nói là chúng ta đổi nha, chúng ta tập đi. À, mà Hậu Phú sao con không làm? Có một số bạn rất là dễ thương, các bạn làm. Vân Khánh ơi, Vân Khánh ơi, tập trung nào, chúng ta cùng chơi trò chơi mà. Di Anh, Công Phát, con tập trung con làm được không? À, nhìn Kim Ngân rất là đang tập trung điều khiển hai tay. Rồi đổi bên. À, Uy Vũ, Uy Vũ làm giỏi quá, Uy Vũ ơi. Wow, lớp mình có bà rồi, hai tay hai cái kéo luôn rồi. Không sao, chúng ta có sai thì chúng ta làm lại. À, khó quá cô ơi hả? Lúc đầu á, cô tập cô cũng thấy khó lắm các con. Mới đầu cô tập trời ơi sao trò này mình chơi được. Nhưng mà cô làm được rồi, cô làm được rồi đó. Các con làm đi, các con sẽ làm được. Trời ơi, các con giỏi hơn cô rất là nhiều. Tại các con mới thôi, mới 1 phút 2 phút sao làm được. Dì về rủ ba mẹ chơi trò này, được không? Tối nay ai rủ ba mẹ chơi trò này? À, ai rủ chơi trò này thì comment số 9. À, hôm nay chúng ta sẽ ba hôm nay mẹ mẹ con này chơi cái trò này siêu lắm rồi. Có trò mới nè, đố ba đố mẹ làm được. Mà mình làm được cho ba mẹ mình nể mình luôn, được không? Kéo diễn, kéo diễn, kéo diễn, kéo diễn, kéo diễn, được không? Làm được không? Chúng ta sẽ đổi liên tục nè, được không? Các bạn nhìn rõ không? Nhìn rõ cô làm không? Đổi liên tục ha, đổi liên tục. Đó, cô chỉ mới tập tới có mấy tiếng à, 2 tiếng à, tới chiều à, mà cô đổi liên tục được đó. Các bạn đổi được không? Các bạn làm được, cô tin tưởng như vậy mà. À, Trương Gia Khang, con đang tập trung dữ lắm luôn, nhưng mà con chưa làm được đúng chưa? Cố gắng lên con. Vĩnh Vinh, con tập thử cái Vĩnh Vinh. Thảo Giang, Hương, Hương Giang, Thảo Linh Chi, Chi Linh hả? Cái nick của con dài quá cô. Trời, Quốc Anh, Quốc Anh tập trung ca